chấn động, thầy Tử Vi bất ngờ tiết lộ sự thật. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh 1971, ôm lộc thần tài, nổ lộc trúng lớn, liên tiếp tiền về tấp nập, sự giàu sang ập đến cực nhanh, giàu giang danh thiên hạ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh 1971 thân mến, trong thời gian vừa qua cũng không thể ảnh hưởng đến bức tranh toàn cảnh của cuộc đời Tân Hợi đâu. Và mừng một cái là từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch này, mọi điều sẽ khác. Đối với bản mệnh Tân Hợi, vận mệnh của Tân Hợi sẽ thay đổi theo cái cách ma Tân Hợi tích đức bấy lâu nay. Tuy có hơi muộn một chút nhưng cuộc đời của bản mệnh vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ, từ đây sẽ hưởng một cuộc sống an nhàn. Đến khi về già, tuổi Tân Hợi sẽ có được cuộc sống tiền của đầy đủ, nhà rộng xe sang không thiếu, viên mãn sung túc, 10 phân dạng 10. Nếu như bản mệnh nhận biết sớm và nắm bắt được những điều này thì chắc chắn đổi đời ngoạn mục, vinh hoa phú quý cả đời. Vậy vận trình từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch của tuổi Tân Hợi sẽ diễn biến như thế nào? Công danh sự nghiệp có biến động gì? Tình duyên, sức khỏe có sóng gió gì không? Tài lộc, tiền bạc có kiếm được hay không? Vận may nào sẽ đến với Tân Hợi? Làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được kênh Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Tuổi Tân Hợi sinh 1971 thuộc hành kim trong ngũ hành với thiên can tân cũng thuộc kim, biểu trưng cho sự sắc bén, quyết đoán và chính trực. Kết hợp với con giáp Hợi, biểu tượng của sự hiền lành, độ lượng và thấu hiểu, tuổi Tân Hợi mang trong mình những phẩm chất của sự cứng rắn và lòng khoan dung. Người tuổi Tân Hợi thường có tính cách hiền lành, nhân hậu và rất đáng tin cậy. Họ là những người luôn biết lắng nghe và thấu hiểu, mang trong mình một tâm hồn rộng lượng và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thiên can tân giới yếu tố kim giúp họ có sự mạnh mẽ, quyết đoán trong những quyết định quan trọng, nhưng đồng thời cũng giữ được sự khéo léo và tinh tế trong cách xử lý các vấn đề. Những người tuổi này thường rất trung thực và chính trực, họ coi trọng sự công bằng và luôn cố gắng sống theo nguyên tắc và chuẩn mực của mình. Con giáp Hợi mang đến cho họ sự hòa nhã và khả năng tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Họ không bao giờ phán xét người khác một cách dội dàng và luôn cố gắng nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ khác nhau. Họ là những người sống chan hòa, ít khi gây xung đột và luôn tìm kiếm sự yên bình trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, người tuổi Tân Hợi đôi khi có thể trở nên quá nhún nhường và dễ bị lợi dụng. Sự hiền lành và lòng khoan dung của họ có thể khiến họ trở thành mục tiêu cho những người không chân thành. Họ cần học cách bảo vệ bản thân, biết nói không khi cần thiết và giữ vững lập trường trong những tình huống khó khăn. Đồng thời, họ cũng cần học cách cân bằng giữa lòng nhân ái và sự quyết đoán để tránh bị mất đi sự tôn trọng từ người khác. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Tân Hợi hiểu rằng lòng nhân ái và sự độ lượng là những phẩm chất quý báu, nhưng cần phải đi kèm với sự mạnh mẽ và khả năng tự bảo vệ bản thân. Họ nhận ra rằng, để thực sự hạnh phúc và thành công, cần phải biết cân bằng giữa sự mềm mại và sự cứng rắn, giữa lòng nhân hậu và sự quyết đoán. Họ học cách giữ vững giá trị bản thân, không để bị ảnh hưởng bởi những áp lực từ bên ngoài và luôn hành động theo đúng lương tâm và nguyên tắc của mình. Người tuổi Tân Hợi cũng hiểu rằng, cuộc sống không chỉ là về việc làm hài lòng người khác mà còn là về việc chăm sóc và yêu thương chính bản thân mình. Họ học cách đặt ra những giới hạn và bảo vệ bản thân trước những tổn thương không cần thiết. Họ hiểu rằng, chỉ khi họ thực sự vững vàng và bình an trong tâm hồn, họ mới có thể mang đến sự yên bình và hạnh phúc cho những người xung quanh. Trong các mối quan hệ, người tuổi Tân Hợi luôn cố gắng duy trì sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Họ biết rằng để xây dựng một mối quan hệ bền vững cần phải có sự tin tưởng, đồng cảm và sự công bằng. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đáng tin cậy, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ cũng là những người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng gánh vác và giúp đỡ người khác khi cần. Người tuổi Tân Hợi với sự kết hợp giữa lòng khoan dung và sự quyết đoán là hình ảnh của một con người mạnh mẽ và nhân hậu. Trên con đường nhân sinh, người tuổi Tân Hợi không chỉ hiền lành và độ lượng mà còn biết cách giữ vững giá trị bản thân và vượt qua mọi thử thách. Chính sự hòa quyện giữa lòng nhân ái và tinh thần quyết đoán đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Tân Hợi, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, bình an và trọn vẹn. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch
của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xem tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch của tuổi Tân Hợi cho biết, thời điểm này báo về rất nhiều tin tức tích cực với người tuổi Tân Hợi. Đây là khoảng thời gian vận khí của Tân Hợi có sự khởi sắc rõ rệt, mưu sự dễ thành, cũng dễ được quý nhân đỡ đần, làm việc thêm phần nhẹ nhàng. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch. Thời gian này, sức khỏe của người tuổi Tân Hợi được đảm bảo, không có nghi ngại nào cần phải lo lắng. Dù vậy, Tân Hợi vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt về chế độ ăn uống, Tân Hợi nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, Tân Hợi cũng có thể cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực thử thách trong cuộc sống, cũng sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của Tân Hợi. Xét về phương diện tình cảm gia đình của tuổi Tân Hợi sinh 1971, từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch. Sao Bách Diệt chủ đào hoa xuất hiện, vận trình tình cảm từ nay tới Tết 2025 âm lịch này của Tân Hợi dần đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã hóa giải được những hoài nghi, hiểu lầm. Việc thường xuyên chia sẻ và lắng nghe nhau là chìa khóa để duy trì mối quan hệ. Gia đạo an yên, vợ chồng, con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt. Tuy nhiên, gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà, kẻo ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971, từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch. Tuổi Tân Hợi đang nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí, khi cục diện tam hội đứng bóng, lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chính của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ, hứa hẹn những tin tức tích cực sẽ đến với bản mệnh từ nay tới Tết 2025 âm lịch này. Tân Hợi có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc có những bước tiến triển khả quan, thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc giúp Tân Hợi gặt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm này, Tân Hợi sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc, hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Tân Hợi. Chính thái độ tích cực, lạc quan này sẽ giúp Tân Hợi giải quyết mọi khó khăn trong thời điểm từ nay tới Tết 2025 âm lịch. Hơn nữa, Tân Hợi đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định, thì sớm muộn gì cũng đi tới đích trong mọi tình huống. Hãy trực tiếp là người đảm nhiệm công việc, hạn chế nhờ giả hay giao phó cho người khác để hạn chế việc mắc lỗi mà Tân Hợi không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp Tân Hợi nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, thời điểm cuối năm, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng, do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác, chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh, nhất là với những người đang có tham vọng thay đổi vị trí, chức vụ. Người tuổi Tân Hợi sẽ có những sự kèn cựa, so bì với đồng nghiệp cạnh tranh cùng vị trí, thích thể hiện nhiều hơn nữa trong quá trình hợp tác. Với người khác, người tuổi Tân Hợi rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây ra sự bất mãn từ người khác. Nếu Tân Hợi luôn ở trong trạng thái này, nó cũng sẽ khơi dậy tính cạnh tranh của người khác. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt hơn ở nơi làm việc. Do đó, Tân Hợi cần chú ý hơn tới cách hành xử, nếu không rất có thể gặp rắc rối trong mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và sự nghiệp. Thậm chí Tân Hợi có thể vì điều này mà trở thành người bị cô lập trong tập thể. Nhìn chung, từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch này, Tân Hợi có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần Tân Hợi giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, Tân Hợi sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra, khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của Tân Hợi. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971, từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch.
Tử vi từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc của người tuổi Tân Hợi có sự thăng trầm từ nay tới Tết 2025 âm lịch này. Mặc dù sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi sẽ rất suôn sẻ và Tân Hợi có thể nhận được một số lợi ích từ nó nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu, tài vận từ nay tới Tết 2025 âm lịch có nhiều khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng. Sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán, tam hội hứa hẹn một khoảng thời gian khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về, các mối hợp tác cũ mới sẽ diễn ra suôn sẻ, giúp Tân Hợi có thể yên tâm. Tuy nhiên, Tân Hợi cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để tránh bị thâm hụt tài chính và tiêu tốn vào các khoản không đâu, nhất là khi điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh có xu hướng sử dụng khoản tiền không nhỏ để mở rộng công việc, tìm kiếm mối làm ăn, duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là chi trả cho các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Trong trường hợp thu nhập chỉ dựa vào một nguồn duy nhất, chi tiêu của người tuổi Tân Hợi không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi tình trạng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của Tân Hợi, thậm chí có thể vì điều này mà lâm vào cảnh nợ nần. Do đó, bản mệnh nên chú ý hơn tới các chi phí sinh hoạt của mình, tăng thu giảm chi để giảm thiểu áp lực kinh tế. Tốt nhất là không nên tiêu tiền bừa bãi, vì thể diện hay tăng sự cạnh tranh của bản thân, nếu không chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho đời sống tài chính của Tân Hợi. Đồng thời, Tân Hợi cũng có thể nắm bắt một số cơ hội và tìm thêm nguồn thu nhập. Ví dụ, Tân Hợi có thể cân nhắc đầu tư vào một số dự án có triển vọng hoặc tìm kiếm một số công việc phụ để tăng thu nhập. Nhưng hãy nhớ đừng lao đầu vào đầu tư một cách mù quáng. Hãy quyết định có nên đầu tư hay không dựa trên tình hình thực tế và khả năng chịu rủi ro của Tân Hợi. Quý khán giả thân mến, tiếp theo chương trình ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Trong tháng 9 âm lịch, tháng này vận khí của tuổi Tân Hợi lên xuống thất thường, nên tinh thần làm việc của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này gặp khó khăn trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân, mọi thứ như chững lại, bế tắc liên miên. Những vấn đề mà bản mệnh gặp phải trong thời gian này đa phần đều xuất phát từ việc bạn đánh mất niềm hăng hái cho công việc. Bạn làm việc như một cỗ máy vô hồn, thiếu ý tưởng sáng tạo. Phương pháp cũ rích, không phải lúc nào vấn đề xảy ra cũng có thể áp dụng. Những cách xử lý cũ bất cập cũng xuất hiện chính từ đây. Do không được nguyệt lệnh ủng hộ, lại cũng không có các tinh che chở, mọi việc đều cần phải dựa vào bản thân là chính. Nếu tuổi Tân Hợi không sớm chấn chỉnh chính mình, áp lực ngày càng gia tăng, khi đó dù bạn có muốn khắc phục cũng chẳng hề dễ dàng. Tháng này không thích hợp để bản mệnh mở mang công việc mới, bạn vẫn nên làm tốt những việc được giao phó trước mắt thì hơn. Thời điểm này, bạn chưa đủ hào hứng cần thiết để theo đuổi mục tiêu, gặp một chút khó khăn rất dễ nản chí, từ bỏ hết mọi nỗ lực và công sức xây dựng kế hoạch từ trước đó một cách lãng phí. Với những việc đang tiến hành dang dở, làm gì con giáp này cũng thận trọng, kẻo dự tính không theo kịp thực tế. Tốt nhất bạn nên lập sẵn phương án để đề phòng, thậm chí có thể đưa ra tình huống xấu nhất có thể xảy ra, từ đó tìm cách ứng phó một cách hiệu quả nhất. Việc có sự chuẩn bị trước còn giúp bạn tránh rơi vào tình cảnh luống cuống, loay hoay khi gặp sự cố. Nhìn chung, bản mệnh hãy cứ bình tâm vững chí xử lý từng việc một, chớ lo nghĩ quá nhiều thành ra tự gây áp lực cho chính mình, dẫn tới suy nghĩ không thông sẽ hành động sai lầm. Bên cạnh đó, tuổi Tân Hợi cũng nên đề phòng họa khẩu thiệt thị phi, ăn nói giữ mồm giữ miệng, không tham gia các cuộc tranh chấp, tránh làm sự việc càng thêm nghiêm trọng, vừa ảnh hưởng danh tiếng của bản thân, vừa phá hỏng các mối quan hệ vốn tốt đẹp. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 9 âm lịch. Mặc dù phương diện công việc trong tháng 9 âm lịch này khiến cho tuổi Tân Hợi gặp nhiều căng thẳng, nhưng đường tài lộc khởi sắc là sự bù đắp không nhỏ cho con giáp này. Trong tháng được thực thần tài tinh che chở, tài chính của bản mệnh khá dượng,
Làm ăn kinh doanh hay đầu tư đều có lợi nhuận đổ về túi. Người làm công ăn lương vẫn có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Tuy nhiên, các khoản ngoài luồng hầu như không có. Chi tiêu không thoải mái như trước. Do đó, bạn vẫn cần liệu cơm gắp mắm, lấy phương châm tích lũy làm trọng. Ngoài ra, do công việc gặp những trục trặc nhất định, trong thời gian này, khối lượng ngày càng tăng. Một số người có thể cảm thấy mức lương nhận được lại không tương xứng, vì lẽ đó mà nảy sinh tâm lý chán nản, bất bình, tạo rào cản lớn trên con đường phát triển sự nghiệp. Dẫu vậy, con giáp này cũng nên xem lại bản thân trước khi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Đôi khi vấn đề xuất phát từ chính thái độ làm việc của bạn. Hãy thử thay đổi một chút tâm thế cũng như cách tiếp cận vấn đề. Có lẽ bạn sẽ thấy mọi việc dần có khởi sắc hơn. Việc đầu tư ở thời điểm này được cho là sự lựa chọn khá khôn ngoan. Nếu bạn đang ấp ủ dự định nào đó, đừng do dự quá nhiều, mạnh dạn tiến hành ắt có thu hoạch. Tranh thủ vận khí đang dượng, tỷ lệ thành công khá cao, thậm chí còn dễ gặp được quý nhân mang tới cơ may làm giàu cho bạn. Bạn cần chủ động nắm bắt cơ hội. Dù vậy, vận may sẽ chỉ đến với những ai có những tính toán cụ thể và nắm được điều cốt lõi của mục tiêu mà bản thân đang theo đuổi. Đừng quên vận khí vẫn chưa ổn định, làm việc sốc nổi, bốc đồng hay chạy theo cái lợi trước mắt mà bất chấp rủi ro thì kết cục sẽ rất đáng. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch này nhờ có đào hoa bách diệt chiếu mệnh, chuyện tình cảm của tuổi Tân Hợi sẽ có rất nhiều hứa hẹn bất ngờ. Tình cảm hôn nhân của người đã có gia đình ngày càng khăng khít, mặn nồng. Sau khi đôi bên cùng nhau trải qua không ít sóng gió, biến cố của cuộc đời, đời sống vợ chồng hài hòa, gia đạo an yên. Tuy nhiên, đào hoa quá dượng không phải lúc nào cũng tốt, nhất là với người đã lập gia đình. Bản mệnh cần đề phòng thu hút đào hoa xấu. Không nghiêm túc giữ mình thì rất dễ sa ngã trước cám dỗ, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân phá hoại tình cảm. Nhân duyên rộng mở trong tháng lại rất tốt cho người độc thân. Con giáp này được nhiều người để ý, có nhiều sự lựa chọn. Quan trọng là bạn có muốn điều đó hay không thôi. Có thể do có nhiều vệ tinh xuất hiện cùng lúc khiến bạn do dự, thiếu quyết đoán. Nhưng dù thế nào, hãy có sự dứt khoát trong việc lựa chọn đối tượng cho mình. Đừng đứng núi này trông núi nọ, ngập ngừng với người nọ, mập mờ với người kia mà tự đẩy bản thân vào rắc rối tình cảm. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch này, tuổi Tân Hợi sẽ cần đặc biệt lưu tâm tới phương diện sức khỏe của mình. Đây là tháng nguyệt lệnh lâm cung bệnh. Vận trình sức khỏe của con giáp này giảm sút, sức đề kháng kém, toàn thân suy nhược, đau ốm khó tránh. Bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cơ thể phát ra đều có thể là lời cảnh báo, nhắc nhở bạn chớ nên chủ quan. Tinh thần uể oải cũng ảnh hưởng trực tiếp tới thể chất. Bản mệnh nên điều chỉnh tâm lý, học cách suy nghĩ thoáng, mọi chuyện thì khó khăn nào cũng qua. Bên cạnh đó, vận trình tháng tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. Đa phần trong số đó là điều xui xẻo cho cơ thể. Vì vậy, bạn cần cần tắc vô ưu, chủ động dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe. Đi lại thận trọng sẽ tránh được họa huyết quang. Tử vi tháng 10 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 10 âm lịch. Tháng này phải đương đầu với thái tuế. Dự báo một tháng không hung thì họa, mưu sự chật vật với tuổi Tân Hợi. Bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Từ hình án ngữ, vận trình sự nghiệp của bản mệnh có nhiều trì trệ. Nguyên nhân chủ yếu do chính tinh thần uể oải của bạn gây ra. Tháng này mặt cảm xúc của bạn có nhiều thay đổi. Làm gì cũng không thấy hăng hái, thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, càng không có sự cố gắng. Việc cũ, việc mới thường xuyên bị tồn động. Con giáp này luôn kiếm cớ trì hoãn tới lúc nào hay lúc ấy. Nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi việc thêm bế tắc. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến bạn dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Ngoài ra, tuổi Tân Hợi còn có thể gặp khó khăn trong những công việc đòi hỏi làm nhóm hay làm chung với người khác. Chủ yếu do bạn có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác mà chỉ muốn một mình làm cho xong việc. Bản mệnh luôn né tránh việc giao lưu, thái độ làm việc thì bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho người xung quanh, thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của bạn. Trạng thái làm việc sa sút khiến nhiều người có cảm giác chán nản, nảy sinh suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên,
Đây cũng đã là tháng cận kề cuối năm. Ý định thay đổi công việc là không phù hợp, bạn nên suy xét kỹ càng, chớ bồng bột đưa ra quyết định nóng vội kẻo tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lưu ý tháng này có nguyệt lệnh lâm đế dượng, ngũ ý vận khí sẽ dần tăng, có thể sẽ có những khó khăn ban đầu, nhưng chỉ cần con giáp này ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động thái độ thay đổi, hành sự không nóng vội thì chuyện đâu sẽ có đó, kiên trì, nhẫn nại sẽ dẫn tới thành công, cơ hội không tự nhiên mà đến, vậy nên bạn phải chủ động tạo ra nó. Ngoài ra, sự cộng tác với đồng nghiệp và lãnh đạo là rất quan trọng, việc duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với họ có thể giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ công việc tốt hơn và cũng có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của bạn. Nhìn chung, tháng này tuổi Tân Hợi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Muốn mọi thứ có chuyển biến tích cực, trước hết bạn nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, sốc lại tinh thần làm việc thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, tình hình tài chính của tuổi Tân Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, thậm chí còn có thể thụt lùi, bản mệnh chịu ảnh hưởng của thái tuế, đương đầu với nhiều lực cản, đủ chuyện xui xẻo có thể ập tới bất ngờ, việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, dù có nỗ lực nhưng kết quả rất chậm hoặc gần như chưa thấy tác dụng gì. Ở thời điểm này, với người làm công ăn lương, công việc chính mang tới nguồn thu nhập ổn định nhưng lại gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng tới nguồn lương cố định của bạn. Tháng này, bạn phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưởng cũng kém đi ít nhiều. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của bạn. Đầu tháng sẽ cần tới sự kiên trì và bản lĩnh vững vàng của con giáp này, bởi đây là thời điểm vận khí dễ sa sút mạnh, khó khăn ập tới, nhưng chỉ cần bạn không nản lòng bỏ cuộc, thì từ giữa tháng trở đi, nguyệt lệnh đế dượng mang tới vận khí cát lành, quá hung thành cát mà tới, không ít vận may tài chính cho tuổi Tân Hợi. Đã vậy, các khoản chi tiêu trong tháng tăng lên đột biến, đủ các khoản tiền phát sinh cho công việc, cho gia đình, cho cá nhân, chi phí sinh hoạt đi lại, khiến bạn dù không muốn cũng sẽ phải bỏ tiền túi ra lo liệu. Lúc này, nếu không có khoản tích lũy từ trước đó, e rằng cuộc sống thêm phần eo hẹp, cần liệu cơm gấp mắm, chi tiêu đúng việc, đúng thời điểm, tránh lãng phí. Bạn có thể nhân cơ hội này để tính toán, đánh giá lại chiến lược và phương thức kinh doanh, cải thiện hình thức quảng bá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng. Chuẩn bị đầy đủ tới cuối tháng bung sức đẩy mạnh kinh doanh, nhằm đúng thời điểm cuối năm sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng, lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tháng này khuyên bản mệnh nên tập trung ổn định chính tài hơn là ôm đồm thêm các khoản khác, vừa tốn công sức, vừa có thể không đủ tiềm lực để theo đuổi, cuối cùng tiền mất tật mang. Nhất là những ai có tâm lý chờ vào vận may rủi, ham thích cờ bạc, cá độ đỏ đen, cần nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân kẻo tham thì thâm, thậm chí vướng dòng lao lý, tù tội. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 10 âm lịch. Tháng này, các mối quan hệ tình cảm của tuổi Tân Hợi có thể có một số biến động thay đổi tâm trí của bạn. Bạn dành phần lớn cho công việc nên có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. Nguyệt lệnh lâm đế dượng khiến bản mệnh thường mãi mê theo đuổi công danh là do công việc có nhiều điều không như ý, khiến cho con giáp này luôn phải ngược xuôi, tìm cách tháo gỡ và giải quyết khó khăn nên không có thời gian dành cho chuyện tình cảm. Điều này với người độc thân thì không mấy ảnh hưởng, bởi dù sao trong tháng tử hình, bản mệnh không để ý nhiều đến cảm xúc của mình, bạn rơi vào trạng thái thụ động về mặt cảm xúc, chưa sẵn sàng đón nhận những mối quan hệ mới nên cũng không muốn gặp gỡ hay tìm hiểu ai ở thời điểm này. Tuy nhiên, nếu là người đã có gia đình, việc bạn dành thời gian lớn cho công việc có thể tạo nên khoảng cách giữa cả hai. Bản mệnh nên tìm cách cân bằng công việc và đời sống cá nhân của mình để không khiến hạnh phúc bị sứt mẻ. Thời gian này, mối quan hệ của vợ chồng bạn có thể phải đối mặt với một số thử thách, đòi hỏi cả hai phải cùng nhau vượt qua. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để đôi bên cùng nhau phát triển và hoàn thiện. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 10 âm lịch. May mắn là tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi tháng này vẫn ở mức ổn định. Chỉ cần bạn chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc của mình thì gần như không có vấn đề nào phải lo lắng.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song bạn vẫn không quá mất nhục chí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp con giáp này cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Việc chú ý đến an toàn là rất cần thiết. Tháng này, tuổi Tân Hợi nên cẩn thận chú ý nhiều hơn đến từng chi tiết trong cuộc sống, sẽ có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt là đừng quên học cách chăm sóc bản thân. Ngoài ra, bạn cũng nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức, kiểm tra sức khỏe thường xuyên và duy trì thói quen sinh hoạt tốt, có thể giúp bạn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Tân Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể trong tháng 11 âm lịch này do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng, mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp con giáp này tìm ra định hướng phát triển, dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa. Bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Tháng này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp tuổi Tân Hợi thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, tuổi Tân Hợi cũng sẽ liên tiếp nhận những tin mừng liên quan đến tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho con giáp này. Việc của bạn là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình. Không nên ôm đồm quá mức, khiến cho cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài, thì con giáp này nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng sẽ chạm tay tới cái đích mình đặt ra. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong tháng này, nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Bản mệnh có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước, chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để bản mệnh tiếp tục cống hiến trong tương lai. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, tuổi Tân Hợi cũng được tận hưởng hạnh phúc do tình cảm đem lại. Bạn ôn hòa, cởi mở, nhiệt tình, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến. Bầu không khí trong gia đình hòa thuận cũng giúp cho con giáp này có thêm nhiệt huyết và niềm vui trong cuộc sống. Với người độc thân, bạn tự tin thể hiện cá tính của mình nên đi đến đâu cũng trở nên nổi bật. Bản mệnh thu hút mọi người xung quanh bởi lối hành xử duyên dáng, cũng như tính cách hài hước nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nếu phải lòng ai đó, bạn hãy tìm cách kéo gần mối quan hệ với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì không lo đối phương không rung động. Ngược lại, nếu được ai đó bày tỏ sự quan tâm, bạn cũng nên thử cân nhắc và dành cho đối phương cơ hội. Với người đã có gia đình, bạn biết trân trọng hạnh phúc mình đang có nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia, đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và cho bạn một tình cảm tương tự. Tuy nhiên, vì quá nổi bật nên tháng này bạn không tránh khỏi những đối tượng đeo bám, hãy luôn giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh, tránh mập mờ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, về cơ bản tuổi Tân Hợi duy trì được một sức khỏe tốt, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể. Dù công việc có vất vả đi nữa, bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian ở bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn,
đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Tử Vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 12 âm lịch, nhìn chung, phương diện sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sẽ đạt được những bước tiến nhất định trong tháng này. Chỉ cần bạn chịu cố gắng bỏ công bỏ sức thì bạn ắt sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Nhờ có tam hội chỉ đường, dẫn lối, con giáp này cư xử một cách khéo léo, không gây thù chuốc oán với ai bao giờ, nên các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh biết cách hòa hợp và hợp tác với bạn bè, đồng nghiệp xung quanh nên công to việc lớn nào cũng hoàn thành đúng hạn. Thêm vào đó, quý nhân xuất hiện vào thời điểm này còn giới thiệu thêm cho bạn những cơ hội mới hoặc chỉ ra cho bạn những hướng đi mới khi bản mệnh còn chưa nhận ra. Hãy tin tưởng vào bản thân và thử sức mình, tin rằng bạn sẽ gặt hái được những thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, do có nguyệt lệnh lâm tuyệt chiếu mệnh, nên đôi khi bạn rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều, lại ngại tâm sự với người khác. Đừng phức tạp quá mọi chuyện, hãy nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn. Nếu không thể tự mình giải quyết thì đừng ngại nhờ vả người khác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, tuổi Tân Hợi có cơ hội được đón tin vui trên phương diện tài lộc ngay trước thềm năm mới. Nhờ vậy mà bạn có thể chi tiêu khá thoải mái mà không lo cháy túi. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ bạn hàng, đối tác rộng rãi nên việc làm ăn tiến triển suôn sẻ. Bạn kiếm tiền về đầy túi, thậm chí khoản tiền đó còn nhiều hơn dự tính của bạn. Để có thể kiếm được khoản tiền đó, con giáp này sẽ phải di chuyển đi đây đi đó khá nhiều. Song dịch mã khuyên bạn chớ nên ngại vất vả. Bạn càng cố gắng chăm chỉ bao nhiêu thì càng đạt kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Thậm chí trong quá trình di chuyển, bạn còn vô tình quen được với quý nhân hoặc đối tác ăn ý. Với người làm công ăn lương, những thành tích tốt trong công việc đảm bảo cho bạn có một khoản lương thưởng dư dả. Nếu thấy mình đã cố gắng nhiều và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong cả một năm vừa qua, tuổi Tân Hợi cũng đừng ngại đề xuất tăng lương cho mình tháng này. Với người có ý định bước chân vào một lĩnh vực mới, bạn không cần phải quá vội vã bắt tay vào làm ngay lúc này. Hãy dành thời gian tính toán kỹ lưỡng hơn về các yếu tố tác động, làm gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng để chủ động hơn trong mọi tình huống. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này, phương diện tình cảm của tuổi Tân Hợi thiên về yên bình. Đó là điều mà nhiều người dù có mong muốn cũng không được. Vì vậy mà bạn cần biết cách trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân vẫn khá hài lòng với tình trạng hiện giờ của mình, nên không quá sốt sắng trong việc tìm kiếm nửa kia. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thử tham gia vào những buổi tụ tập bạn bè hoặc thử trò chuyện với một người nào đó. Có thể người mà bản mệnh đã chờ đợi suốt bấy lâu sẽ xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Nếu đang có thiện cảm với một người nào đó, con giáp này đừng ngại trò chuyện thường xuyên để tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy nói chuyện về những chủ đề mà người ấy quan tâm, bạn sẽ dần hiểu hơn về đối phương ương, đồng thời cũng chiếm được thiện cảm của người ấy. Với các cặp vợ chồng, hai người sống hòa hợp vì đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia. Bạn cũng ý thức được những điểm chưa tốt của mình để sửa đổi, đồng thời bao dung hơn cho những điểm chưa tốt của đối phương. Tất nhiên, việc đôi bên mâu thuẫn vẫn khó tránh khỏi. Song trải qua những lần tranh cãi, hai người thấy thấu hiểu nhau hơn. Bạn cũng luôn kiềm chế cơn nóng giận để không lỡ nói ra lời tổn thương người ấy. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 12 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Hợi khá lạc quan trong tháng 12 âm lịch này, chủ yếu là nhờ mọi việc tiến triển thuận lợi nên bạn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thời điểm công việc bận rộn, con giáp này có thể phải di chuyển nhiều, giao tiếp nhiều, nhưng dù sao cũng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên bắt cơ thể làm việc khi đã quá mệt mỏi để tránh những sự cố không đáng có. Nếu phải tham gia các buổi tiệc tùng, liên hoan, hãy nhớ uống ít rượu bia, ăn ít đồ chiên rán hoặc cay nóng. Khi không tỉnh táo thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Trên đây là tử vi của tuổi Tân Hợi sinh 1971, từ nay tới Tết 2025 âm lịch 2024 âm lịch, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like,
chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.